Rồi, bắn đi con. Để cho nó mờ cho vui. Nó muốn tìm hiểu mà. Có thấy trúng gì không? Không, chưa. Đây. Con thấy đạn nó bay đằng kia, con có thấy không? Không thấy luôn hả? Không thấy hả? Không thấy đạn. Đây. Thấy chú hướng dẫn cho biết sử dụng súng luôn, mai mốt đi bộ đội vậy dễ. Bác cho chú gì? Bên kia chú, bên này bác rồi. Quay qua kìa, bác coi kìa. Con làm bác coi, ta xa thì bác chỉ chứ con. Ngoài. Ở ngoài lại vô. Còn không, để trên đẹp xuống luôn. À, để trên đè xuống luôn. Đây, để đây, để hết, không, nó ngang tầm đó, để cho nó lú rồi, rồi, giờ để luôn. Cái gì cũng phải học hết. À, đây, đưa băng đạn luôn, cầm luôn. Rồi chút nữa viết lời bình sau. Qua đây, qua đây. Cửa ly này là hướng ngắm 3 là tặc nha. Cửa ly này là 80, hướng ngắm 1. Hướng ngắm 3 là 100m. Nghe bác dạy không Khang? Có hiểu không? Không hiểu thì con phải hỏi. Một này thì nhắm là chạm đích đỏ. Bắn đỏ thì chạm đích. Bất cứ là chạm đích cái tâm. Phải hiểu, phải hiểu. Cái giữa tâm là nó ăn lên. Nên tuy nó hướng ngắm 1 nhưng mình bắn được chạm vô cái đích của cái tâm đó. Lệch phải lên cái nào mà còn đứng thì ngắm vô cái đứng nó dễ hơn, cái đứng cái cột dài nó dễ hơn, chạm cho đích luôn, nâng lên nó ăn thấp được cái từ hao gì đó. Chạm vô cái đích đỏ luôn, đích đỏ đó chứ không phải đích bia nha, đích của cái tâm, đích của cái vòng tròn đỏ đó con. Đúng rồi. Nó chỉ cái sai lệch là 5cm thôi. Chỉ có trừ ra là hướng ngắm 3 mình mới ngắm dính. Cửa ly này là mình bắn cửa ly ngắm chứ ngắm 1. Ngắm là 1 chút đó. Đó, bà thấy rồi đó, xe ngay con hổ đúng không? Con bắn ngay con hổ là nó có. Nó hơi lệch phải nha, ngay hổ mà nhưng nó lệch bên phải đó. Nó lệch bên phải. Tâm đỏ đó. Nó vào rồi hả anh? Vào biển đó rồi hả? Nó vô cái biển mà nhưng nó chưa vô cái tâm thôi. À vậy là tốt lắm rồi đó, cũng tốt rồi đó. Còn mấy viên nữa? Còn viên cuối nữa. Để ba mua cho con 5 viên này nữa, có bác chỉ luôn cho. Đây, ba mua 5 viên nữa cho.